Xin kính chào tất cả các bạn. Hiện bây giờ là 8 giờ 30 sáng thứ sáu. Hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2023. 4 giờ sáng nay mình với bà xã của mình thức dậy lái xe có khoảng chừng 40 phút từ ở quận Dorchester đi xuống thị trấn Wentham đi mua sắm lễ Black Friday. Thì hàng năm vào ngày lễ Black Friday, hàng mấy năm trước mà trước khi đại dịch đó, thì đại đa số mấy cái siêu thị, mấy cửa hàng á là khoảng chừng 12 giờ sáng, 0 giờ là người ta mở cửa. Nhưng do cái tình hình bây giờ người ta không có đủ nhân viên làm việc á, do cái tình hình nó bị ảnh hưởng do cái đại dịch đó, thì cái lễ Black Friday năm 2023 đó là người ta ở bên nước Mỹ á, là người ta mở 6 giờ sáng. Lúc tối ngày hôm qua đó là mình dự bị giống như hàng năm, trong đầu mình nghĩ là hàng năm mà mình đi Black Friday á, thức trắng đêm á, là bắt đầu 11 giờ đêm á, là từ ở nhà mình là mình chuẩn bị mình đi để mình trừ hao kẹt xe đồ này nọ đó. Thì khoảng chừng gần 10 giờ tối hôm qua đó mình lên mạng mình check giờ á, thì người ta thông báo là năm nay họ thay đổi lịch trình, tức là không có giống như cái quy củ á, là sau khi mà người dân Mỹ người ta ăn lễ Thanksgiving xong á, là bắt đầu 11 giờ hay 10 giờ là bắt đầu người ta đi xếp hàng, tiếng Mỹ gọi là camp out á, căng liều á, để giành chỗ á, mình đi đến trước để mình mua những cái món mình được bớt giá đó. Thì tối ngày hôm qua khoảng chừng gần 10 giờ mình check á, thì họ nói năm nay lịch trình thay đổi, 6 giờ thì mấy cái siêu thị người ta mới mở cửa. Thì 4 giờ sáng nay á, mình với bà xã của mình dậy. Nếu mà mình không dậy sớm, mình không có tranh thủ á, hiện bây giờ là 8 giờ 17 sáng thứ sáu, 8 giờ 17 mà mình nghĩ ở trong đầu 8 giờ rưỡi, mình sẽ đi một vòng hết cái bãi đậu xe để cho các bạn xem. Hiện bây giờ mà ai mà vô là không có chỗ đậu, đó là lý do tại sao mà mấy cái người mà người ta đi đi lễ mua sắm lễ Black Friday á, người ta có chuyên nghiệp á, là người ta đi sớm giống như gia đình của mình vậy đó. Mấy cái xe này nè, đúng ra là không có đúng lực, nhưng mà vào cái ngày lễ này không có chỗ thì mình cứ tự do mình cứ thấy có chỗ trống là mình vô mình đậu. Lúc nãy mình đi ở ngoài cái lòng lề đường, cái lối đi bộ mà trời nó có nhiều ánh nắng, nó chói quá, mình đi vô đây mình đứng cho nó đừng có bị chói nắng. Mấy cái bãi này đúng ra đó là không có đúng lực, nhưng mà vào cái mùa này là mình cứ tự nhiên mình đậu người ta lễ Black Friday, người ta không có phạt, không có cẩu mình. Nếu như mà người ta cần mình dời xe đó là người ta sẽ đọc trên cái lo đó, đi vài bước là nó có một cái lo. Hiện bây giờ người ta đang phát nhạc bản quyền á, cho nên mình đi mé xa xa ra ngoài quay cho các bạn thấy cái cảnh mà đậu xe là các bạn biết là đông người, không có chỗ đậu. Có một số người á, người ta nhẫn nại á, người ta chạy quần, người ta chờ có ai ra. Tại vì lúc trước á, mình đi vô đây nè, muộn nè, không có chỗ đậu xe đó, mình thả gia đình, vợ với mấy đứa con của mình xong xuôi á, mình đi ra ngoài, mình chạy quần, mình kiếm chỗ đậu. À, bây giờ mình đi một vòng mình quay cái bãi đậu xe cho các bạn xem lễ Black Friday. Cái văn hóa của lễ Black Friday ngày xưa là vào 12 giờ sáng, 0 giờ là người ta mở cửa shopping siêu thị đồ ra, nhưng mà năm nay lịch trình thay đổi. Xong lúc hồi nãy mình chạy tới đây gần 5 giờ sáng, thì lúc đó là cũng có rất là nhiều người, người ta cũng suy nghĩ giống như mình vậy đó, người ta cũng tới sớm. Có người tới sớm hơn mình, có người tới cũng hơi sau như mình. Lúc đó 5 giờ thì cái bãi đậu xe là nó trống dữ lắm. Cái mình rảnh á, mình đang ngồi trong xe đó, cái mình mở cái mạng Google ra, mình tìm hiểu tại sao năm này Black Friday người ta mở 6 giờ sáng
chứ không có mở vào lúc 12 giờ sáng. Thì cái đài CBS đó, họ thông tin đó, họ nói là do cái tình hình năm nay người ta không có đủ nhân viên. Nếu mà người ta mở sớm á là người ta không có đỡ, không có đủ nhân viên. Cái xong cái lúc đó là đúng 5 giờ cái mình toàn mấy cái cửa hàng ở đây chưa có ai mở hết đó. Mình cần đi tiểu á, đi tiểu mình đi ngang đây nè, mới có 5 giờ à. Mà cái cửa hàng Nike với cái cửa hàng ớt đó, giày ớt á, cửa hàng Nike á, người ta ship hàng dài luôn. Dài thượt luôn. Nhưng mà thật sự á, các bạn mua là tiết kiệm các bạn. Thật sự luôn á, mua là tiết kiệm. Mà mỗi năm á nghe, họ chia nhau. Giống như mà người ta kinh doanh đó, người ta chia nhau để mà người ta gánh nặng á. Không thể nào mà trên toàn cửa hàng mà người ta không thể nào mà toàn cái nhãn hiệu, thí dụ như Nike hay là giày ớt hay là Bugatti cái gì đó, Gucci vậy đó, không thể nào mà toàn cửa hàng mà người ta khuyến mãi hết hàng năm như vậy đó, là người ta thay đổi. Ví dụ như một năm trước đi phải không, thì áo lạnh Columbia là người ta sẽ sale đậm, người ta khuyến mãi đậm. Xong cái năm sau là người ta không có khuyến mãi đậm, nhưng mà cái cửa hàng khác á đó, người ta thay đổi, người ta khuyến mãi đậm đó. Cho nên tùy theo, chứ không phải là có nhiều người á, người ta thích cái hiệu Columbia đi, giống như hồi nãy mình đi vô cửa hàng Columbia họ không có sale đậm. Với lại bà xã của mình đi vô giày Skechers á, bà cần mua một cái đôi giày đi bộ á, bà đi vô nó cũng không sale đậm nữa. Nhưng mà tùy theo cái năm. Nhưng mà ngược lại á, hiện bây giờ là Nike là sale đậm, giày Nike với lại giày ớt sale rất là đậm, với lại Michael Kors sale rất là đậm. Cái lý do mình biết là tại vì cái hàng người ta ship hàng dài lắm, cái bãi đậu xe to đùng như thế này nè, nhưng mà hiện bây giờ là kiếm chỗ đậu không ra, không có chỗ đậu. Lúc nãy bà xã của mình, phần của bà xã của mình mua quần áo, sắm quần áo cho hai đứa con trai với cháu nội với con dâu không á, là bà xã của mình đã xài hết trên 300 đô. Còn phần của mình thì mình mua cho hai đứa con trai cũng hết 100 mấy đô. Mà bây giờ là bà xã chưa tội nguyện nữa, bà đang ở trong cửa hàng Gap á. Mình lúc đó mình đang đứng, mình định đợi bà đó, nhưng mà cái hàng ở trong Gap á các bạn, nó dài, cái hàng mà ship hàng mà để thanh toán tính tiền á, nó dài. Mà hồi đó tới giờ mình đi shopping á, mình chưa từng thấy qua đó, đi kiểu như đi Black Friday á, năm này á Gap nó dài khủng khiếp luôn. Nó coi như các bạn thấy cái vách tường ở ngoài sao không, nó dài tới cái vách tường mà nó gồng gắn luôn. Mình ra mình nói với bà xã, và bà nói thôi em ơi, anh nghĩ không có đáng đâu, thôi em muốn mua thì em nhẫn nại, em ở trong đó em lựa đi, chứ anh đầu hàng rồi đó. Mình nói như vậy là các bạn tin rồi đó. Hàng năm luôn mà mình đi mùa sale nào, lễ nào, mùa Black Friday nào mình cũng đi hết đó. Mà lúc nãy á, trong cửa hàng Gap á, cái hàng nó dài kinh khủng, nhưng mà nó sale đậm thiệt. Mình có đi ngang, đi một vòng mà mình nhìn giá cả đó. Thật sự ra mình cũng mua một cái áo vest, áo khỉ á, tặng cho đứa cháu. Tại vì lúc nãy bà xã của mình á, bà mua mấy cái áo khỉ á, Columbia, hiệu Columbia, tặng cho hai đứa con trai, xong quên mua cho đứa cháu. Đó, cái mình đi vô cái tiệm Gap á, mình thấy nó có cái áo tựa của cái bà xã của mình mua cho hai đứa con trai á. Định mua tặng cho đứa cháu ở trong cửa hàng Gap á, nhưng mà cái hàng nó dài quá, mình đầu hàng luôn. Để cái máy đi, đeo bao tay vô cho nó đỡ lạnh chút.
Tâm lý á, thời gian đầu mà mình chưa có chuyên nghiệp á, đi shopping Black Friday á, mình cũng giống như mấy cái người này nè. Nói thôi hơi sức nào mà đi sớm chỉ cho nó mệt. Cửa hàng á hả, họ sale nguyên một ngày, đâu có ế ẩm gì đâu. Đúng, cái giá họ sale á, tới chiều nó vẫn còn ở đó. Nhưng mà cái vấn đề á, là mình đi tới muộn á, là mình không có chỗ đậu. Người ta đang xếp hàng gồng gắn để đi vô bãi, không có chỗ đậu. Các bạn hiểu không? Tức là mình dậy sớm nhưng mà ngược lại mình thoải mái, mình không có cần phải kẹt xe chờ đợi. Còn mà mình đi muộn là mình phải bị kẹt giống vậy nè. Cái lối này là lối vô nè. Đó, ai mà muốn đi vô cái khu Outlet Mall này á, là người ta phải chạy vô cái lối này. Đó, các bạn thấy xếp hàng không? Đó, cái giá của cái sự mà thức dậy muộn á. Với lại á, mà mình đi sớm á, mình giống như mấy cái người Mỹ á, là người ta trước khi người ta tới người ta mua sắm á, là người ta đã quyết định người ta mua một cái sản phẩm gì rồi đó. Tới cái tiệm đó đó, người ta ship hàng đó. Vô trước á, thì mình thanh toán nó nhanh. Còn mà mình đi sau á, là cái hàng nó dài. Gucci á, rất là hàng Gucci á, hàng sản phẩm Gucci rất là dài. Mấy cái hàng hiệu á, rất là dài. Hàng đắt tiền á. Burgundy á, hàng rất là dài. Michael Kors rất là dài. Hiện bây giờ là kiếm chỗ đậu là không ra đâu. Mấy cái người này là người ta đang chạy lòng vòng để người ta chờ thôi. Mấy năm trước á, thì hiệu Columbia, Columbia là cái hiệu này nè, nó chuyên về đồ lạnh đó các bạn. Nó chuyên về đồ lạnh nè. Cái xe này là cái xe cảnh sát của thị trấn Wentham nè, mà sơn cái màu khác. Xe này nè. Đi lòng vòng ở đây á, quay á, chứ đi vô trong đó là mình phải tải qua cái kênh khác. Tại vì họ có quay, họ có thu phát nhạc bản quyền á. Có gì các bạn bấm cái link ở bên dưới á. Bấm cái link ở bên dưới thì các bạn thấy mình quay cái cảnh mình đi ở trong mấy cái lối đó. Bây giờ là bãi đậu, là bãi đậu xe là đậu kính cho đến đóng cửa luôn, suốt cả ngày như vậy đó. Nhiều người cứ nghĩ là chưa lên là nó sẽ bớt xuống, không có các bạn. Càng về chiều là càng đông nữa. Tại vì bữa qua đó, người ta mấy cái người mà đi du lịch đó, người ta thăm gia đình, người ta ăn mừng lễ Thanksgiving đó. Bây giờ không có đi làm, không có chuyện gì á, nó tiện á, các bạn biết không, người ta rảnh rỗi á, người ta rủ nhau đi xuống dưới đây mua sắm đó. Thì từ đây cho tới 9 giờ tối luôn. Nó không có vắng đâu. Mình đi shopping ở dưới đây mấy chục năm rồi. Lúc đầu thời gian đầu mình cũng nghĩ ỷ y đồ lắm,
tài khôn lắm. Đó, ai ngờ đâu hả, chạy nó kẹt xe rồi vô xếp hàng dài. Có nhiều cái hàng mà mình xếp hàng nó đáng cái công lắm. Đồ hiệu Gucci hay là giày giày ớt á các bạn, giày của Úc á, giày ớt á. Những cái hàng mà đắt tiền á là mình đứng mình xếp hàng một tiếng ngoài á, như là đồ hiệu phụ nữ mà người ta xài mấy cái loại mà cái bóp mà hiệu cốt á. Xếp hàng tiết kiệm được 50% mà. Thì bây giờ tính như vậy đi, mình đi làm việc á, 1 giờ là 30 đô, phải không? 30 đô mà cái món hàng đó mình chuẩn bị mình vô mua, tại vì các bạn biết áo mà jacket North Face đó, nó có một cái loại mà 200-300 đô, 200-300 đô á, mà nó khuyến mãi mình xuống được 50%, thì mình tiết kiệm tới một cái áo lạnh đó, tới 150 đô, phải không? 150 đô dạy gì mình không xếp hàng. Chứ không phải mấy cái người mà người ta căng liều người ta xếp hàng là người ta ngu đâu các bạn. Ở trong đó có áo lạnh hiệu North Face á, lúc nãy hàng cũng dài lắm. Mấy năm trước thì ở dưới đây người ta mở cửa đúng 12 giờ sáng, 0 giờ á. Mà không phải là ở dưới đây, trên toàn nước Mỹ luôn. Năm nay người ta không có đủ nhân viên, thì lúc sáng á, trước khi mà mình với bà xã của mình đi shopping đó, đang còn ngồi trong xe đó, cái mình rảnh rảnh đó, mình móc cái điện thoại ra mình search, mình muốn biết tại sao năm này Black Friday người ta mở muộn, không có mở sớm như ngày xưa, thì người ta nói là tại vì không có đủ nhân viên làm việc. Mình đi á, vòng vòng ở đây xa chứ đi gần vô đó là họ có phát nhạc bản quyền. Bà xã của mình á, lúc nãy á, bà lựa đồ ở trong đó đó. Mình nói khi nào xong á, bà gọi, bà chưa gọi là còn trong đó hàng dài lắm. Cái hàng mà ship hàng mà để thanh toán á.
Dân Mỹ bây giờ chuộng cái hiệu này lắm nè. Cái hiệu này nè. Cái hiệu mà mới thì mình vừa chỉ á, người ta xếp hàng dài múc ở dưới kia luôn, cả cây số luôn. Cái hiệu mà mình nói dân Mỹ bây giờ chuộng lắm á, Lululemon. Các bạn thấy hàng dài không? Coi như là có thể nói là trong các cái cửa hàng siêu thị ở trong đây là cái hàng này là hàng dài nhất nè. Mỗi một năm như vậy là mỗi một cái cửa hàng là họ sale đậm. Năm này là Colombia là họ không có sale đậm. Lúc nãy mình hay không thấy cái bảng sale mà mình tới mình hỏi nhân viên luôn. Đồ em bé cho cháu nội á, cái cô nhân viên nói không có sale. Hiệu Colombia. Còn cái này là Gucci nè. Hiệu Gucci nè. Ship hàng hả, cả cây số dưới kia luôn. Gucci. Mấy người này người ta thông minh á, tiết kiệm dữ lắm. Một cộng dây nịch $300 họ sell xuống còn khoảng chừng tầm $100 à. Chỗ đó đâu phải ao lần đâu không? Hàng Gucci ở quá dài luôn. Rồi cái hàng Lululemon đó. Thương hiệu Lululemon bây giờ đang lên ở bên Mỹ. Okay.
Mấy cái thương hiệu, mấy cái cửa hàng mà ít có người ship hàng, ít có khách á, là người ta không có sale nhiều, người ta không có khuyến mại đậm. Nhưng mà ngược lại mấy năm khác á, họ take turn, họ di truyền với nhau á. Chứ nếu mà toàn cửa hàng á, mà người ta khuyến mại hết á, là người ta bị gánh nặng. Tại vì có một số cửa hàng á, người ta bị lỗ luôn. Lúc nãy bà xã đi vô cái cửa hàng quần áo em bé The Children Place đầu tiên luôn, mua để tặng cho cháu nội á. Mình đang đeo cái bao tai này á, là cái bao tai loại nhẹ thôi à. Tới lúc mà không độ á, là cái bao tai này nó chịu không có nổi. Đó thì lúc nãy á, bà xã bà đi vô cửa hàng Columbia đó, cái bà mua đồ cho hai đứa con trai á, cái bà nói á, là bà muốn tặng cho mình một món. Tức là lấy một món đi, 100 mấy gì cũng được hết đó. Nhưng mà mình không có mua, có những cái quần á mình thích á, nhưng mà quần á ở trong đó người ta làm cho mấy cái người Mỹ á. Chút nữa bà đi Gap xong này là bà đi tới cái tiệm này nè để mới mua giày nè. Under Armour. Tại vì bà đi tới Skechers mà Skechers không có khuyến mãi, Skechers không có sale. Lúc nãy trong cửa hàng Columbia, bà xã bà nói mua tặng cho anh một món mà mình không muốn, bà xài tiền mình từ chối, mình không có muốn mua, mà bà cứ năn nỉ mình. Bà không có nói là giá bao nhiêu, bà nói lựa một món đi. Thì nếu mà mình mua 100 đồng cái quần á, thì quần mà không phải là quần thường, quần mà cho tiết á, có nhiều lớp á, quần vào bên trong mà nó có để mấy cái miếng mút rồi vậy đó, làm cho mình đi ra tiết không độ, âm độ. Xong cái mình đi tới mình lựa mấy cái quần đó mình thích lắm, mình dự định là mình muốn mua, nhưng mà mình tới mình cầm á, mình đo là cái quần mùa đông á, hiệu Columbia, người ta làm thiết kế cho mấy cái người Mỹ á, size small mà nó dài. Tại vì mấy cái người Mỹ mà người ta chơi trật tiết á các bạn, là tướng tá, người ta thường thường người ta cao không à. Mình đo cái quần á nó dài quá, xong mình không mua, cái mình đi tới mình lựa cái bao tai.
Ai đó người Việt Nam của mình ít có dùng lắm, nhưng mà mình cần đi bộ á, tới lúc mà âm độ á, mình mang cái bao tay nó vô đi bộ đã lắm, ấm lắm. Cái mình đi gạo hết vòng vòng rồi, nó có nhiều món mình cũng thích lắm. Nếu mà mình mua một món 100 mấy, bà cũng đồng ý nữa, bà xã bà mua tặng mình, nhưng mà mình không có muốn bà tốn tiền. Mình chọn mua cái bao tai. Bao tai họ sale giá gốc là 55, họ sale 40% off, là còn lại 20 mấy đồng. Cái xe bus con, cái xe mini bus này nè, xe đó là để chở mấy cái người nhân viên á. Thường thường á, mấy cái sòng bài, mấy cái shopping lớn á, họ không có cho nhân viên của họ đậu chiếm chỗ. Cái lý do mình biết á là tại vì ngày xưa đó mình đi làm móng tay á, ở trong mo á, quản lý ở trong mo đó là người ta không có cho nhân viên, toàn luôn ở trong siêu thị trong mo á, không có cho nhân viên đậu những cái bãi đậu xe gần ở lại những cái cửa chính hay là những cái cửa hàng kinh doanh. Thì các bạn cứ hình dung đi, tổng mà nhân viên Thank you.